伝えじゃん。Rap ngữ văn, rap tên cướp người lái đò sông Đà. Lớp văn thầy Nhật, một tác phẩm văn học lớn không bao giờ chỉ sống mãi trong lòng người. Đọc thì tác phẩm đó phải xây dựng được những nhân vật điển hình trong hoàn cảnh điển hình, hội tụ đầy đủ tài năng và tâm huyết của người nghệ sĩ. Nhân vật ông lái đò trong từ bút người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuấn là thật như thế. Dưới ngoài bút thân kỳ của Nguyễn Tuấn vật bức tranh thiên nhiên sông Đà hiện lên vô cùng hung bạo, chữ tình có vị trí quan trọng làm nên một tâm phong đất phù hợp hình tượng người lao động ở trên núi đỉnh Tây Bắc nổi lên với hai phẩm chất, đó là chất anh hùng và chất nghệ sĩ, mà tiêu biểu là ông lái đò rất gan dạ dũng cảm gần 20 năm chiến đấu với các tay trong nước sống Đà để tồn tại. Tay lái của ông được miêu tả là tay lái đại hòa. Ông lái đò hiện lên trong những trang văn của Nguyễn Tuấn, lại ấn tượng với những nét về ngoại hình, đúng là một con người của sông nước. Ông gần 70 tuổi nhưng rất chắc khỏe, thân hình gập quanh như chất sừng chất muôn, tiếng nói ào ào như sông nước, hai tay dài lêu nghêu như cái xèo lái đò, hai chân khuỳnh khuỳnh như đang kẹp chặt cái cuốn lái trong